cực kỳ nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, đời cao mà giá cực kỳ hợp lý luôn. Máy chỉ có là 1.2, chỉ có rơi vào khoảng 5 cho đến 6 lít. Form mới đời 2018. Cái mặt trước nè, nó rất là ngầu. Đó, cho Galaxy Bud trang bị là một cái màn hình cỡ lớn luôn. 9 inch, hồ đồ là 97.000. Bộ lăng tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng. Máy lạnh âm thanh đầy đủ. Keo chỉ của chiếc xe là nguyên bản nguyên zin hết. Xe gia đình nha anh chị nha, không có dịch vụ taxi gì cả. Cho nên là yên tâm về chất lượng, bản đủ nó sẽ có thắng ABS nha anh chị nha. Tiếp tục em lại giới thiệu cho anh chị em một cái mẫu xe cực kỳ nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu, đời cao mà giá cực kỳ hợp lý luôn. Chỉ có 210 triệu thôi là anh chị sẽ có một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Dòng này là một cái chiếc xe xì bắt anh chị nha, mà đời là đời 2018. Máy chỉ có là 1.2 thôi, cho nên là mức tiêu hao nhiên liệu của dòng này chỉ có rơi vào khoảng 5 cho đến 6 lít trên 100 cây. Rất thuận tiện cho anh chị em mình về đi làm lanh quanh thành phố ha. Thứ hai là coi như là chở con, đưa đón con đi học rất là tiện luôn. Đây là một chiếc Galaxy Bud này anh chị ha. Trang bị là hộp số sàn. Đây, đi chi tiết bên trong thì anh chị nói là trang bị là một cái màn hình cỡ lớn luôn. 9 inch. Thêm một cái màn hình ngay đây nữa nè. Xe này thì là xe gia đình nha anh chị nha. Ô đô là 97.000. Bộ lăng tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng, máy lạnh âm thanh đầy đủ. Nói chung là một chiếc xe 5 chỗ ngồi, nhỏ gọn, tiết kiệm nhiên liệu. Một cái mẫu xe mà đáng để anh chị mua và sử dụng hình. Đây, mời anh chị ra phía bên ngoài. Xe sẽ là mang một cái nước sơn màu trắng và một cái dòng xe xì bắt á, form mới nha anh chị nha, đời 2018, cho nên cái form này, cái mặt trước này nó rất là ngầu, nhìn nó rất là đẹp luôn. Đó, cho Galaxy Bud. Và dòng này máy móc cũng rất là ổn ở bên ha, tại vì đời 2018 mà, cho nên là anh chị cứ yên tâm về chất lượng của dòng này. Biển số 62, bên em sẽ là bao rút hồ sơ cho anh chị ha. Đăng kiểm của chiếc này thì rất là dài, đến tháng 3 năm 24. Và đây là một cái phiên bản đủ nha anh chị nha. Bản đủ á, thì nhìn rất là dễ biết. Làm mâm, sẽ làm mâm rin theo xe. Đó. Cái thứ hai á, là anh chị nhìn ở bên trên này nè. Nó sẽ có một cái tay cản bên trên này nè. Nhìn vô một chiếc xe là mình sẽ biết được ngay. Còn những cái xe mà bạn thiếu á, thì nó sẽ không có cái thanh này. Và thứ hai là nó mâm sắt. Còn riêng cái chiếc này là bản đủ, cho nên là nhìn nó sẽ cứng cáp và đẹp hơn anh chị ha. Galaxy Bud LT. Anh chị thấy form dáng phía trước và phía sau không? Rất là nhỏ gọn nên là rất là thuận tiện. Đó, cho anh chị mình luồn lách những cái cung đường nhỏ nè, đường bê tông nè, đường hẹp nè, hoặc là đi những cái cung đường thành phố nè, thì rất là tiện luôn. Thì cái xe này là biển số 62, nhưng mà anh chị em nào mà thành phố ha, thì có thể là ra tên biển số thành phố luôn, không tốn 20 triệu tiền biển như trước đây nữa. Cho nên là anh chị nào mà đang cần xe ở đi thành phố hoặc là đi những cái cung đường nhỏ gọn thì cứ liên hệ cho anh em để được sự ôm nó ha. Còn đây em sẽ cho anh chị xem chi tiết phía sau. Đây là một dòng xe hatchback nhỏ gọn, cho nên là ngồi hàng ghế phía sau là cũng được thôi nha anh chị nha, không có rộng như những dòng xe sedan, nhưng mà có cái là luồn lách thì nó sẽ dễ. Còn keo chỉ của chiếc xe là nguyên bản nguyên zin hết, keo chỉ là nguyên zin ha. Và xe cũng được là dán kiếng hết rồi, dán kiếng 3M hết rồi. Này, tất cả luôn, mọi chi tiết luôn. Anh chị thấy phần tấp bìa. Xe gia đình nha anh chị nha. Không có dịch vụ, không có taxi gì cả. Cho nên là yên tâm về chất lượng. Và giá tiền thì cũng hợp lý. À, anh em nào mà đã từng xài cái dòng này rồi ha, thì cứ comment bên dưới coi là cái bền như thế nào và mức tiêu hao nhiên liệu ra sao ha. Đây, tiếp tục mời anh chị mình sẽ xem tiếp cốp sau. Cái dòng hatchback đó thì nói chung là cái cốp này nó cũng khá là nhỏ, nó không có được lớn. Này, cốp này ví dụ mình đi làm đi chợ nè, hay để đồ nè thì nó cũng vừa phải ha. Thiết kế thêm hai cái loa phía sau này, nghe nhạc chắc cũng sướng lắm anh chị. Còn bên dưới này thì sẽ có là bánh sư cua đồ nghề ha, bánh sư cua đồ nghề bên dưới này. Đây là một chiếc xe Galaxy Bud, thiết kế bên trong là nội thất là màu đen. Chị mua về hai vợ chồng luôn, chồng đi cũng được mà vợ đi cũng được, nói chung là nhỏ gọn mà luồn lách thì nó sẽ dễ. Keo chỉ của cánh cửa bên này cũng là zin nguyên bản hết luôn, mọi chức năng ha, mọi chức năng hoạt động là bình thường hết. Tiếp tục cho anh chị mình xem tiếp. Nói chung là những cái dòng xe mà phổ thông như thế này thì nó cũng chả có cái gì đặc biệt hết. Chủ yếu là đa số là bằng cơ hết anh chị ạ. Chỉ có là riêng cái tay lái này là trợ lực thôi.
mọi thứ thì có chỉnh gương nè, không có gập gương nè. Điều hòa máy lạnh thì cũng cơ luôn. Nhưng mà máy lạnh là rất là mát nha, máy lạnh cực kỳ mát luôn. Nên anh chị nhìn cái mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ hơn. Rất là sắc nét và sáng luôn. Đây, trần bên trên này cũng là trần nỉ ri bọc ni lông. Còn bên dưới này chỉ có những cái dòng xe này em thích nhất là chủ yếu là nó tiết kiệm nhiên liệu. Thứ hai là nó nhỏ gọn, đi trong phố thì mình không có lo lắng, không có suy nghĩ ha. Về có thể là vợ hay là anh em trong nhà có thể là chạy tập lái được hết luôn trên những cái dòng xe này. Tiện nhất là cái vấn đề là đưa đón con đi học hoặc là đi làm vòng vòng thì rất là tiện cái vấn đề đó. Cái mức tiêu hao nhiên liệu á, thì cái những cái dòng xe này á thì nó lại khá là ít, chỉ có là 5 cho đến 6 lít thôi, cho nên là đi thay xe máy được. Trong những cái lúc mà trời mưa nắng thất thường như thế này mà ô nhiễm môi trường nữa thì cần một chiếc xe đi thì nó rất là tiện, cực kỳ tiện luôn. Máy móc thì anh chị yên tâm. Không suy nghĩ, máy rất là nhỏ thôi, máy 1.2 cho nên cực kỳ êm, 4 máy nha anh chị nha, 4 máy, máy 1.2. Cho nên là đi cũng khá là ok. Có thắng ABS nè. Bạn đủ nó sẽ có thắng ABS nha anh chị nha. Máy móc thì bên em sẽ kiểm tra, nói chung là bảo dưỡng, rồi thứ hai là thay nhớt mới, kệ cầm bể luôn, tất cả các xe nạp cũng vậy hết. Ốc này nó có dấu tháo này, cái này là có chỉnh thôi, chứ còn keo chỉ đây là nguyên bản hết, nguyên zin hết. Đây là bộ máy của cái chiếc Sĩ Bắc anh chị ha. Đóng lại như thế này là không có nghe tiếng máy luôn, nói chung là nó êm ru luôn. Nước sơn thì nói chung là những cái xe như thế này á thì nước sơn đã có sơn lại rồi nha anh chị nha, có sơn dặm lại rồi. Đời 2018 và giá thì là 210 triệu là anh chị sẽ có một chiếc xe Chevrolet Sĩ Bắc đời 2018 về đi gia đình, đưa đón con đi học, khá là tiện luôn. Anh chị nào mà đang quan tâm đến mẫu này thì hãy nhấc máy alo liền cho anh em ha. Thôi em xin phép được kết thúc và chào hẹn gặp lại anh chị.